Kính thưa quý vị, Báo Việt tiếp tục đã phá quan làm báo. Tiếp theo sau chỉ thị của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm 12 tháng 9, báo trong nước tiếp tục đăng bài chỉ trích các blog phản động và mạng xã hội. Tờ Petro Times hôm thứ Sáu 14 tháng 9 chạy bài thứ hai trong loạt bài về quan làm báo, trang blog bị nêu danh trực tiếp trong công văn của Văn phòng Chính phủ, cùng với hai trang khác là Dân làm báo và Biển Đông. Bài viết mang tựa đề Quan làm báo đã bị bịa đặt như thế nào? Cũng do nhóm phóng viên Petro Times viết rằng liệt lê các vụ mà báo này cho là quan làm báo đã lừa người đọc. Quan làm báo tung tin một loạt nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh ở Việt Nam bị bắt với những cái tên như Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masson, Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank. Các thông tin này theo Petro Times đều là bịa đặt. Phóng viên Petro Times nhận định, mặc dù luôn gồng mình tỏ ra nguy hiểm, nhưng quan làm báo đã thể hiện sự xào xáo ít học của mình. Bài viết kết thúc bằng kêu gọi cần phải tìm cho ra những kẻ tiếp tay cho quan làm báo và nghiêm trị. Một điều đáng chú ý là tuy dùng những từ như ngây ngô, ít học khi nói về quan làm báo, phóng viên Petro Times lại nhận định họ đều muốn biết mặt nghe tên của những kẻ được gọi là quan làm báo mà báo này nói hắn không phải là kẻ tầm thường. Tờ Petro Times của ngành dầu khí do ông Nguyễn Như Phong, cựu phó tổng biên tập Công an Nhân dân, làm chủ bút và do vậy được cho là có quan hệ với ngành an ninh Việt Nam. Một số nguồn tin ở trong nước cũng cho BBC hay là nhà chức trách đang điều tra truy tìm người đứng sau quan làm báo và Dân làm báo vẫn đang diễn ra. Tuy cũng có tin nói là đã xác định được chủ nhân của các blog bôi nhọ lãnh đạo này. Trong khi đó, thì thứ Năm 13 tháng 9, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân có xã luận của tác giả Anh Khôi nói về quyền lực ngầm sâu mạng xã hội. Bài viết hơn 2.500 từ đăng trong một bình luận phê phán của Báo Nhân dân phân tích điều mà tác giả cho là nguy cơ mà người sử dụng các trang mạng xã hội đang phải đối diện. Bài viết cảnh báo, đằng sau mạng xã hội luôn có những quyền lực ngầm và công nghệ do con người tạo ra có thể trở thành một công cụ bị lạm dụng nhằm khống chế con người nếu như mất cảnh giác. Cây bút của Báo Đảng Cộng sản Việt Nam viết cảnh báo thiệt hại cho người sử dụng mạng xã hội không chỉ trong mua bán kinh doanh mà cả trong lĩnh vực an ninh chính trị.